Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Sau 70 ngày cả hệ thống chính trị và người dân cùng đồng lòng phòng chống dịch, đến hôm nay Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào. Nhấn mạnh về kết quả này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương những nỗ lực của các cấp ngành địa phương đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch tại các tỉnh thành khác vẫn còn phức tạp. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là khi các hoạt động lưu thông hàng hóa liên tỉnh đang được nối lại. Do đó chúng ta phải nêu cao nhất tinh thần trách nhiệm phòng chống. Do đó chúng ta phải nêu cao nhất tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch ngay tại thời điểm này để bảo vệ thành quả chống dịch, không được chủ quan lơ là. Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề nghị thành phố tiếp tục xây dựng phương án xét nghiệm, nhất là thu hẹp tại các vùng cách ly, phong tỏa, duy trì việc tầm soát các trường hợp có triệu chứng tại cộng đồng. Trao đổi về công tác tiêm chủng, các địa phương cho biết đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, cố gắng đạt được độ bao phủ toàn dân như kế hoạch thành phố giao. Ngoài ra, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm vẫn tiếp tục được các lực lượng chức năng siết chặt trên toàn thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định những biện pháp phòng chống dịch của chúng ta đã và đang đi đúng hướng. Điều này thể hiện qua các số liệu thống kê những ngày qua. Nhấn mạnh trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ngành địa phương phải tỉnh táo, phấn đấu bảo vệ và giữ vững thành quả chống dịch, không những duy trì các biện pháp kiểm soát hiện nay mà phải làm quyết liệt và chặt hơn nữa, không buông lỏng, tạo tâm lý chủ quan xả hơi. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý: chúng ta phải tiếp tục siết chặt các cái biện pháp kiểm soát đã được tổ chức triển khai và đặc biệt là phải tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát từ các khu dân cư, từ các cái nơi làm việc, các cái cơ sở sản xuất, rồi các cái nơi mua bán lương thực thực phẩm. Tất cả những cái điểm gọi là điểm đi và điểm đến là chúng ta vẫn phải tăng cường kiểm soát để thực hiện tốt cái việc, một là người dân ra đường cho nó đúng cái đối tượng, hai nữa là cái thực hiện cái 5K. Cái nữa là tôi đề nghị là các đồng chí tiếp tục phải siết chặt cái việc kiểm soát cái người có những cái biểu hiện ho sốt. Đây vẫn là một trong những cái đối tượng mà đòi hỏi chúng ta phải thực hiện cái việc kiểm soát. Và một trong những việc kiểm soát tốt là chính là cái công tác là người dân phải khai báo y tế hàng ngày khi có các cái biểu hiện. Chúng ta phải duy trì làm tốt cái việc này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng thống nhất với ngành y tế siết chặt công tác tầm soát trong cộng đồng. Các địa phương tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, nhất là cập nhật số liệu tiêm chủng và kết quả xét nghiệm hàng ngày. Liên quan đến việc làm thẻ xanh, Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Y tế cập nhật thông tin kịp thời về những trường hợp được điều trị khỏi, sớm hoàn thành xây dựng quy trình xét nghiệm tại doanh nghiệp và tiêu chí doanh nghiệp xanh, các địa phương chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân quay lại làm việc và học tập. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát lại danh sách các hộ gia đình nhận hỗ trợ, kịp thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời các lực lượng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu mở thêm các phương án hoạt động trong thời gian tới đi kèm với việc phòng chống dịch. Giao ngành y tế tiếp tục xây dựng phương án xét nghiệm, giao công an thành phố mở thêm các luồng xanh tiếp nhận hàng hóa từ tỉnh Quảng Nam. Đề nghị người dân chủ động phối hợp trong việc đưa học sinh, sinh viên quay trở lại địa phương. Các ngành địa phương đảm bảo tổ chức trung thu an toàn cho các em thiếu nhi.